Kiên truyền hình nhiều tập. Ôi. Trời ơi, đâu thơm phức vậy. Thank you, thank you. Cảm ơn bạn. Giao cho tôi gạt ha, trời ơi, ơn bạn nhiều. Tập này tập cuối anh Công ơi. Tập cuối là cái kết nó mãn nhãn đó bên trong này. Tập này là cái kết đúng mãn nhãn luôn nè. Quái nồi giật mình. Ủa giật mình. Hú hồn người à. Thôi phải là phản xạ kịp á. Cha ơi cha, cha hù con hoài vậy. Giật cả mình. Cúng hồn con trồn. Xử lý đúng mực phải đó. Con nào ở trên đâu. Sợ lắm rồi. Còn ở dưới nữa. Lượng ngay. Lê một người. Lê hồi kề ngay. Đầu mở ba luôn. Tình hợp lý rồi đó. Nghe mình thấy gì vậy?
có xe chạy trước ngoài nè, bên chung cư có xe đâu nè. Dưới còn người nữa. Có bắn trên nữa. Bây 90 nữa. Ôi, vào. Vào thế. Em tính bỏ cái bây 90 em lấy cái Roja của nó chứ ai về nó có bây 90 luôn. Hợp tình nó lại hợp lý nữa. Ôi, mưa to ta. Mưa to sợ ồn quá. Con ngốc kìa. Mưa to rồi. Chết bà, mưa to không nghe hết trơn á. Mưa to quá không nghe tiếng chân. Không ghê vậy. Rèn thế. Không xây hầm chứ ẩn. S12K DPS không mà không dám lên người à, lên nó thọc chuột cái là quan mạng. Nó đang chạy vô, nó đang biến xấu chạy vô, nó sẽ chạy qua cái nhà dài này quá.
hoặc là Doraemon. Chắc chắn luôn, có con sói đang chạy vô hướng này nè. Thằng F12K với ai? Nhưng mà nãy có con dơi bay qua hướng đó. Không biết con dơi đang cam ở đâu nè. Giờ thằng nào lỗ phốt tao bị bắn liền. Đây đây đây, em mới nói dưới câu. Nhà vẫn còn trong bo nha. Một thằng nắp bo. Nó nắp rồi. Em để cho nó gạt đi. Nó gạt chết thằng F12K đi. Cho nó gạt đi mọi người. Hay, nó lia tem F12K rồi. Tem Philippines, thằng Philippines nó bắn tốt lắm. Bây giờ em sẽ cam ngược lại nó. Ê, nó bay vô, nó bay vô, nó bay vô, nó bay vô kìa. Mày hả bưởi, mày hả bưởi, giỡn mặt. Nó và lê tem tay to là ok rồi, cảm ơn nó rồi. Đúng rồi đây hả? Đậu xanh vãi nồi chết bo hết trơn hả? Em mới thấy thằng ngoài bo mà. Trời, biết vậy nè mới không biết dơi biết em sấy luôn rồi, chết hết rồi. À đúng rồi, hướng đó luôn, hướng đó luôn. Rồi ok. Bạn ngoài bo, bạn đi bo kiểu gì? Nó hết muốn sống rồi. Top 1. Top 1, top 1, top 1. Thằng này nó ngoài bo. Mày đi bo kiểu gì? Mọi người thả tim cho Châu nha mọi người ơi. Nó sẽ đi bo. Giờ mình cứ bình tĩnh mình bắn thôi. Không gì phải dội hết. Bo vô. Hay là nó không biết nào để tự đi đi nè. Mày táp nữa cho tao nghe, mày táp nữa cho tao nghe. Victory belongs to us. Top 1 29 kill người ơi. Quá mượt luôn. Và nếu người xem video với hai người thấy à lộc, và nếu người xem like thấy hai người cho em Châu xin một tim và một like nha. Ai chưa follow cho em Châu xin một follow nha mọi người. Cảm ơn rất nhiều luôn ạ. 29 kill.